Nếu nó vẫn khúc 30 triệu đồng, xin nói thật là ngoài iPhone ra chẳng có nhà xuất nào mà bán được hết. Các bạn có công nhận cái sự thật này với tôi không ạ? Sàng quá ông ơi, điều đó chỉ đúng khi mà Samsung phá sản thôi. Chứ Samsung là nhà sản xuất số 1 thế giới nhá. Ông bị ngáo à, tôi đang bảo là điện thoại mà 30 triệu đồng cơ mà. Chứ tôi có tính mấy con giá rẻ đâu. Samsung của ông ấy, ban đầu bán 27 triệu Galaxy Note 10 Plus, giờ còn 23 triệu. Lại điều, lấy đâu ra mà Note 10 23 triệu? Đấy là sếp mua từ bây giờ thôi, chứ còn đợi đến cuối tuần này á, giá chỉ còn có 20,8 triệu cho Galaxy Note 10 Plus thôi. Chưa kể lại còn tặng Galaxy Fit nữa, được của nó. Còn với chiếc iPhone 11 Pro Max ấy, thì mức giá của nó cho bản 64GB là tận 32 triệu cơ. Mà thôi đấy, hai ông lại cãi nhau tiếp đi, tôi té đây. Ông nói mồm để làm gì? Tiền nữa quyết định máy nào ngon hơn đúng không các bạn? Ông ngon thì ông đem máy ra để so sánh như nào? Tôi mà phải ngại à? Đây, thưa các bạn, iPhone 11 Pro Max. Còn đây là Samsung Galaxy Note 10 Plus. Chúng ta hãy xem máy nào đáng mua nhé. Thằng này bắt chước mặc áo giống hết mình, chí chán. iPhone của mình trước và sau đều là kính vô cùng sang trọng nhá. Viền thì làm từ thép đẳng cấp, kháng nước bụi bẩn IP68. IP68 có gì mà khoe, Samsung làm từ đời nào rồi mà nhá. Cái viền thép của ông ấy nó hay bị xước răm. Cứ làm viền nhôm như tôi tuy không bền bằng ấy, nhưng mà được cái nó đẹp, màu sắc của tôi lại còn rất là ấn tượng. Trước sau kính Gorilla Glass thế 6, iPhone là kính gì? Cái này thì Apple không nói là cái kính gì, nhưng mà họ bảo đây là cái kính bền nhất trên các smartphone. Ông đem cái kính tinh tinh kia ra để lừa ai? Đây còn nữa nha, Samsung Galaxy Note nha, có hẳn 2 SIM thẻ nhớ, ông có không? Bây giờ còn ai dùng thẻ nhớ? Bây giờ người ta mua bộ nhớ trong to rồi. Mà Note 10 không có eSIM, con này có eSIM rồi. Máy bạn có eSIM không? eSIM bây giờ chưa phổ biến đúng không? Bao nhiêu người cần? Quan trọng là những cái cần như là sạc nhanh 45W của Note 10 Plus này, có sạc không dây 15W, của ông có 18W thôi. Thôi ông ơi, mà quan trọng nhất phải là cái màn hình tai thỏ dẫn đầu xu thế, ai cũng phải học theo. Cái màn hình tai thỏ ai học theo? Có mỗi mấy ông Trung Quốc thôi, chứ còn ai mà học. Đây là tôi tự tạo ra màn hình mới này, Infinity O nốt ruồi nhá, không bị chiếm nhiều không gian khi xem phim chơi game. Chưa kể màn hình tôi to hơn 6.8 so với 6.5 của ông. Độ sáng của tôi 1200 nit, vân tay siêu âm cực kỳ nhanh. Ram 3 cái màn hình cong mà cái kiểu mà dán cường lực xong ai mở vân tay được, có gì mà khoe. Mà cái tên của tôi nghe nó mỹ miều rồi, Super Retina XDR OLED, mà màn hình là 1200 nit, được DisplayMate đánh giá là đẹp nhất thế giới. Ông lại bị ngáo rồi, đọc báo đi. Pixel 4 XL đã lật đổ và trở thành điện thoại đẹp nhất. Thì ok, thì màn hình thì tôi đứng thứ hai được chưa? Nhưng cấu hình bây giờ ai ăn được? Apple A13 4GB. Ông đem hết tất cả những con Android ra đây đấu xem nào. Thôi được rồi, thì cái này là của ông ấy. Cái này tôi chấp nhận, bởi vì Snapdragon 855 hay là Exynos 9825 thì đúng là chưa ăn được. Chứ còn gì nữa, nói chung là ông cũng biết điều đấy. Nhưng tôi nói thật đấy, keyboard vãi giờ vẫn 4GB. Tôi 12GB ấy, chạy đa nhiệm chả vả, máy của ông sấp mặt. Chưa kể có hoạt động của Samsung Dex này. Đa nhiệm hai ứng dụng trên cùng màn hình tiện lợi này. Xong nhá, tôi có cả bút S Pen, ghi chú vẽ vời mọi thứ tiện lợi. Ông có cái gì? Điện thoại của ông thì nhàm chán vãi luôn. Sao lại không nhỉ? Tôi bảo với ông nhá, iPhone của tôi hỗ trợ nâng cấp là 4-5 năm. Samsung Note 8 kia vừa bảo là không được nâng cấp Android mới rồi, có 2 năm đã là bỏ rơi. iOS của tôi thì nhiều người chơi nhàm chán ấy, nhưng mà nó mượt đúng không? Nó ổn định. Face ID của tôi cực kỳ xịn nhá. iOS thì thi thoảng có tí lỗi thôi, nhưng mà vấn đề nó vẫn xịn. Nhưng mà còn một cái nữa Samsung hơn, đó là camera. Điện thoại của tôi có 4 camera nhá. Có một cam chính 12MP, khẩu độ 1.5-2.4, có cam ultra wide, có cam hỗ trợ 3D. Nhiều để làm gì? Tôi đây chỉ cần đúng 3 camera. Nhưng mà các bạn nhìn đi, chất quan trọng không phải là lượng. Trong các bài so sánh camera thiếu sáng ấy, iPhone của tôi chụp ăn đứt của ông. Về chi tiết này, tương phản này, khả năng tái tạo lại đều ngon hơn, không có bị bệt nhá. Nhưng mà vấn đề là người ta chụp là hay chụp người. Ông chụp ra là buổi tối mà có ánh đèn là hay bị vàng đúng không? Còn tôi chụp cảnh thì cũng sáng đều và đẹp hơn. Góc rộng của tôi cũng ăn đứt của ông về khả năng thu sáng. Hình ảnh của ông nói chung là quay video cũng không có khả năng chống rung bá đạo và xóa phông như của tôi. Vừa chạy vừa quay cũng được. Nhưng mà tôi hỏi ông ấy, liệu bao nhiêu người cần vừa chạy vừa quay đây? Trong khi đấy, cái chất lượng hình ảnh của video mới quan trọng là iPhone 11 Pro Max, giá nhạy sáng tốt, chi tiết màu sắc đều ngon. Cả thế giới đều biết iPhone quay phim vô đối. Nào, các bạn đang xem video hãy comment cho mình biết camera máy nào tốt hơn đi. Ok, anh em hãy công bằng vote ở màn hình cho tôi biết là máy nào chụp hình và quay phim tốt hơn đi. Cuối cùng là pin nhá, của tôi pin Note 10 Plus là 4300, sạc siêu nhanh, ăn đứt của ông chưa? Ông lại sai. Cái dung lượng là một phần nhưng mà cần khả năng tối ưu hóa nữa đúng không? Bây giờ nhá, với pin thì tôi đồng ý tôi sạc chậm hơn, nhưng mà pin 3969 của tôi còn khỏe hơn cả 4300. Rất nhiều video test trên mạng đã chứng minh rằng iPhone pin khỏe hơn nên chắc chắn là iPhone phải thắng. Nói chung là cãi nhau với ông mệt lắm. Bản thân ngay từ đầu là hai con này giá lại quá chênh lệch. Ông xem,
Ông bảo Note 10 cũng như là camera đều không tốt bằng. Nhưng vấn đề là giá của nó là tận mà 30 triệu đúng không? Trong khi đấy là Galaxy Note 10 Plus bán 20 triệu thôi. Nói chung là nó quá là quá đáng với người tiêu dùng. Mà thực sự là tranh nhau như thế thì chắc chắn là iPhone không hơn được. Thôi thôi ông ơi, cả hai con đều là đỉnh cao của hai nhà sản xuất. Ban đầu ông bảo so sánh với ông lại bảo là do chênh lệch giá nên mà không công bằng. Ông nói như thế cũng nói được. Bây giờ hãy do chính người dùng quyết định đi. Các bạn cho rằng chiếc điện thoại nào đáng mua hơn, xứng đáng hơn, các bạn hãy bình chọn ở góc màn hình và comment cho mình biết nhá. Hẹn lại bạn các video lần sau đó. Và anh em nhớ bình chọn chúng ta thì thấy được là iPhone hay là Samsung mới ngon hơn. Và hẹn lại anh em trong các video lần sau.